Hello, hello, xin chào các bạn Để đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Việc Trump và đảng Cộng Hòa thắng cử có thể gây bất lợi cho Memecoin. Lý do chính họ nói là vì bản chất của Memecoin là một cái dạng chủ nghĩa dân túy kinh tế. Memecoin là một tuyên bố chống lại tokenomics không công bằng của các đồng coin cho các quỹ VC và những người có lợi ích nội bộ hậu thuẫn. Thuận cũng đã chia sẻ mới đây đó có một cái bài được chia sẻ bởi một người có tên là Omid Melekan. Thường cũng không biết người này là ai đâu các bạn nhưng mà ông chia sẻ một số những cái quan điểm về meme coin và được đồng ý bởi Nick Carter các bạn. Nick Carter là một trong những người mà nổi tiếng trong thị trường crypto này. Đó chính là người đứng đầu của quỹ Castle Island. Thì nói chung đó họ đưa ra một cái lập luận là nếu như mà Trump thắng thì cũng không có nghĩa là tốt cho Mim Khôi thì đưa chia sẻ quan điểm của họ và một số những cái suy nghĩ cá nhân của Thuận rồi các bạn có thể đưa ra quyết định cho bản thân của mình các bạn hãy comment bên dưới về cái suy nghĩ của bạn sau khi mà Thuận chia sẻ cái thông tin này thì Nick Carter từ Castle Island Ventures đã đưa ra lập luận đó là việc Trump và đảng Cộng Hòa thắng cử có thể gây bất lợi cho Mim Khôi lý do chính họ nói là vì bản chất của meme coin là một cái dạng chủ nghĩa dân túy kinh tế meme coin là một tuyên bố chống lại tokenomics không công bằng của các đồng coin do các quỹ vc và những người có lợi ích nội bộ hậu thuẫn sự phát triển của các đồng coin được hỗ trợ bởi các quỹ vc là một cái hiện tượng được thúc đẩy bởi môi trường chính sách bất lợi của chính quyền của chủ tịch sec Gary Gensler và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren khi mà hầu hết các nhà đầu tư ở Mỹ không thể tham gia ICO do các hạn chế về quy định nếu như mà trump và đảng cộng hòa giành quyền kiểm soát họ có thể cho phép ic hoạt động trở lại và cũng có thể kích hoạt các tính năng như là phí giao dịch cổ tức token như là các bạn lưu chữ token sẽ nhận được cổ tức dựa theo cái phí giao dịch thu được từ cái giao thức đó và những cái phương thức tạo giá trị kinh tế khác cho chủ sở hữu token mà meme coi hiện không có đó là cái lập luận đến từ Nick Carter và cũng là lập luận đến từ người này các bạn Omid Malakin thì để thuận chia sẻ cái quan điểm cá nhân của thuận các bạn có đứa thuận là một người mà không phải thích đầu tư meme coin đâu thuận lưu trữ một số lượng nhỏ dose các bạn cũng đã biết rồi và thuận cũng không phải là người mà thường hay nói về meme coin trên channel này nhưng mà đây là một cái đề tài mà được nói đến rất là nhiều có thể nói là bài viết gần đây thì rất nhiều bài viết là họ nghiêng về meme coin các bạn về meme coin đó tuy là thuận không phải là một người mà thích đầu tư nhiều hay là nói nhiều trên channel này nhưng mà thuận vẫn tin meme coin là một phần của thị trường này và nó có có vai trò riêng cũng như là Bitcoin có vai trò riêng các coin nền tảng có vai trò riêng meme coin có thể thu hút nhiều nhà đầu tư mới và từ đó họ sẽ tìm hiểu thêm về crypto có thể nói là có một số bạn ngay bây giờ thường chắc chắn đã tham gia vào thị trường này từ meme coin các bạn có một số người đó họ nghe nói tới Bitcoin họ cảm thấy rất rối họ nghe nói tới Ethereum hay là Solana về nền tảng hợp đồng thông minh thì đó lại càng rắc rối hơn nữa nhưng mà khi họ nghe nói tới meme coin thì nó lại dễ hiểu hơn các bạn nó giống như là một cái gì đó kích thích sự hiểu kỳ của rất là nhiều người cho nên uh, meme coin thực sự là có giá trị về việc thu hút người mới đến thị trường này và đương nhiên không phải ai cũng sẽ ở lại các bạn nhưng mà sẽ có một số bạn đang xem video này đến từ thị trường meme coin các bạn và sau đó các bạn đã ở lại thị trường crypto và tìm hiểu và đầu tư nghiêm túc hơn dài hạn và thuận đồng ý là nếu Trump và Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát, điều này sẽ là tín hiệu tích cực cho thị trường crypto nói chung. Về phần meme coin đó thường không chắc chắn là chúng ta sẽ thấy phần như thế nào nhưng mà dưới đây là một số cái ý kiến phản biện của thuần giao dịch Mimcoin đó thì rất là mang tính giải trí các bạn đó là sự thật nó giống như là một cuộc thi sắc đẹp nơi mọi người sẽ bị thu hút bởi những gì hấp dẫn nhất và phụ thuộc vào năng lượng cộng đồng từ lâu chúng ta đã có những cái sở thích như vậy rồi giống như thuần vừa chia sẻ với các bạn đó chúng ta nói tới những cái cuộc thi sắc đẹp đã có từ lâu rồi mà người ta chấm điểm chi dựa theo sắc đẹp mà thôi các bạn thì Mimcoin cũng là như vậy và Mimcoin là một cái phần của văn hóa crypto rồi và đa số là người mua meme coin có thể không quan tâm nhiều đến chính trị cho nên ai thắng đi nữa đó thì họ cũng có thể là không quan tâm đâu các bạn và meme coin thường có giá rẻ cho phép mọi người mua với cái số vốn đầu tư ban đầu tối thiểu giúp các nhà đầu tư bình thường có thể tiếp cận được dễ dàng và chúng ta cũng đã biết là meme coin cũng là một cách để mà thể hiện cái sự phản kháng cá nhân đối với giới quyền lực truyền thống trong một thế giới mà giá trị tài sản bị thao túng bởi giới tài phiệt việc, việc in tiền không kiểm soát và một hệ thống tài chính thiếu hợp lý thì đầu tư meme coin có thật sự là phi lý hay là không? Không phải nhà đầu tư nào cũng đầu tư dài hạn hết các bạn. Rất nhiều người đầu tư với tâm lý sổ số nhằm kiếm tiền nhanh trong thế giới mà hầu hết các dự án crypto đã đều không đạt được kỳ vọng nhiều người mua không thấy sự khác biệt rõ ràng giữa đầu tư vào một đồng coin bình thường như một meme coin đây là một số những cái suy nghĩ của thuận sau khi mà đọc cái bài viết này mà thôi các bạn nghĩ sao về meme coin các bạn hãy comment ở bên dưới thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu nhiều loại dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp cảm ơn các bạn đã ủng hộ